Chào mừng anh em đã quay lại kênh YouTube của Tinh Tế và mình là Cáo đây. Trước mặt mình đây đang là cái chiếc chân máy của hãng Zitro, một cái hãng đến từ châu Âu có cái lịch sử rất là lâu đời và rất là nổi tiếng với những cái chân máy có cái chân carbon như thế này. Đây là phiên bản kỷ niệm 100 năm, nó có tên mã là GK100THK. Thì trong video này mình xin phép gọi tắt là GK100 cho nó ngắn. Rồi, hãy cùng mình vào video và tìm hiểu xem là chân này có cái gì hay ha. Đầu tiên mình sẽ nói sơ về cấu hình của nó. Đây là một chiếc chân máy có chân carbon. Đó, những cái thành phần ở đây anh em có thể thấy là carbon hết. Còn đầu bon nè, những cái khớp này thì nó được làm từ hợp kim ma nhê. Nó nặng khoảng 1,4 kg và tải trọng tối đa là 9,98 kg. Chiều cao có thể nâng cao lên nhất đó là 160 cm. Cái trọng lượng so với cái tải trọng tối đa thì nó rất là bình thường. Mình thấy có rất nhiều cái chân carbon nó cũng có cái cấu hình này, nhưng mà với GH100 thì mọi thứ nó khác một chút xíu, đó là cái trải nghiệm sử dụng chứ không phải là cái cấu hình. Đây là một chân máy có mức giá 35 triệu đồng, cho nên nó không dùng cho số đông người tiêu dùng, nó chỉ dành cho những anh em có cái sở thích cũng như là sưu tầm, vì nó là bản kỷ niệm đặc biệt mà. Cái sở thích để sử dụng một cái phụ kiện nó tương xứng với lại những chiếc máy ảnh cao cấp mà một số người tiêu dùng đang xài, giống như là Minh Quân Hiệp đang xài cái M10B. Một cái chiếc máy Leica như vậy nó có mức giá có thể lên tới vài trăm triệu đồng. Thì đây là xem như một cái phụ kiện để tương xứng với những cái chiếc máy như vậy. Mình đi vào phần thiết kế đi ha. Mình sẽ nói về phần đầu bon này trước. Phần đầu bon này chúng ta sẽ có hai cái núm vặn và một cái khóa tấm flat ở đây. Zitro họ rất là chăm chút người tiêu dùng ở cái chỗ là tất cả những cái chỗ mình đụng tay vào đều sẽ có một cái vòng cao su. Nó rất là đã, nó không quá cứng ha. Nó đủ độ mềm và nó rất là thân thiện với tay của mình. Đây đây, và ở dưới những cái chân này đó, đều có cao su hết. Và mình thao tác rất là êm tay. Đây là cái núm vặn để khóa cái trục bàn để xoay. Nó không phải mượt như một cái đầu dầu. Tất nhiên rồi, nó là chân máy chụp ảnh mà. Nhưng mà nó vẫn có đủ cái độ ghì để mà anh em có thể chỉnh được những cái độ chia rất là nhỏ và nó trở nên chính xác hơn. Ở phía trên một chút xíu đó là cái núm vặn để khóa cái đầu bon. Đây, mình sẽ dặn nhẹ thôi là nó sẽ khóa lại. Đó, rồi. Cũng rất là êm tay. Phía trên chút xíu nữa, chúng ta sẽ có một cái tấm flat. Đây là một tấm flat rất là đặc trưng của Zitro. Hầu như mình thấy là những cái chân mà độ cao nó khoảng này á, nó đều sử dụng cái tấm flat này. Lúc trước mình cũng có xem một cái chân của anh Minh Quốc Hiệp, nó cũng sử dụng tấm này. Thì cái tấm flat này nó có hai cái nhược điểm mà mình không thích. Đầu tiên là toàn bộ bề mặt ở phía trên này nó không có cao su. Và khi mình sử dụng với những cái máy ở mặt phía đáy của máy ảnh á, nó không có cao su nữa. Giống như Leica M10B đi, thì có khả năng nếu mình không kỹ nó sẽ bị trầy máy ảnh. Đó, là một cái điểm là khá không ổn lắm. Rồi cái con ốc vặn chân máy này vào. Cái thiết kế nó hơi khó khăn trong cái quá trình mình thao tác. Và đa số những cái lần mình thao tác mình đều phải có một cái tool để mà bẻ nó lên. Đó, nó hơi kỳ ở chỗ này. Rồi nếu mà không có cái tool bẻ lên thì rất là cứng, dùng móng tay bẻ lên không được. Đó, thì đó là một cái điểm mà mình không thích ở cái tấm plate này thôi. Đi xuống phía dưới một chút xíu, chúng ta sẽ có một cái vòng để vặn nữa. Và đây là cái vòng nâng cao cái trục ở giữa. Nó sẽ có thể nâng lên nâng xuống như thế này. Khi mà anh em cất giữ á, thì hãy nâng tối đa nó lên và đưa nó về cái trạng thái như thế này, quay ngược lên. Thì đây là cái trạng thái chân máy mà rất nhiều chân máy mình đang thấy nó áp dụng, tại vì nó sẽ làm gọn cái chân máy của anh em lại. Đó, cái chiều cao nó sẽ thấp xuống và cái không gian lưu trữ mà anh em đem đi là cất ở đâu đó nó sẽ nhỏ hơn. Cái chân máy này nó còn có một cái phụ kiện nữa, nó là cái chân ở giữa này, nhưng mà nó ngắn hơn để phục vụ cái mục đích là khi anh em đưa cái chân thấp xuống thì cái đầu nó sẽ có thể thấp xuống nữa đó, và để sát mặt đất anh em chụp nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà hiện tại mình đang không có cái phụ kiện đó ở đây đó, mình chỉ giới thiệu cho anh em biết thôi. Theo là đi xuống phía dưới một chút xíu nữa, chúng ta sẽ có một cái khớp để chỉnh cái mức độ đứng của cái chân máy. Thì nó sẽ có hai cái mức độ, đầu tiên là đứng như thế này và thứ hai là hồi nãy mình có bẻ ra để mà nằm xuống mặt đất luôn cho anh em xem rồi đó.
thì nó có hai cái mức độ, và cái việc thao tác anh em chỉ cần gạt nó qua như thế này thôi. Đó, rất là dễ dàng. Mình thấy cái này nó hay hơn so với lại những cái chân mình thường hay sử dụng, là mình phải kéo ra, còn cái này mình đưa cái tay vào, dùng ngón cái đẩy nhẹ qua thôi. Nó dễ hơn, đó, rất là nhiều. Tiếp theo là cái phần base, là phần phía dưới của cái chân. Đó, đây là ba cái chân carbon. Thì cái vật liệu carbon này nó làm cho cái chân máy nó có trọng lượng nhẹ hơn, nhưng mà nó vẫn đạt được cái tải trọng mà anh em yêu cầu, 1,4kg tải được 10kg. Đó, rất là ok. Và mặt khác, về mặt thẩm mỹ thì mình rất là thích những cái vân carbon như thế này, nhìn nó mạnh mẽ hơn và nhìn nó hiện đại hơn rất là nhiều. Cái phần base ở phía dưới nữa, chúng ta đi xuống là sẽ có ba cái khóa nối tương ứng cho ba cái nấc tùy chỉnh độ cao. Anh em có thể mở cái khóa này ra và kéo dài cái chân máy ra. Đó, thì bên trong nó cũng sẽ vẫn có những cái chân carbon như thế này. Dưới cùng thì những cái như thế này mà tiếp xúc giữa cái chân và mặt đất, người ta sẽ hay gọi là tripod foot, là cái bàn chân của cái tripod đó, nôm na là vậy. Cái này nó được làm bằng cao su như là đa số những cái chân máy khác, nhưng mà mình vẫn có thể tháo ra để mà thay thế một cái loại tripod foot khác cho phù hợp với lại cái nhu cầu và cái địa hình mà anh em đặt cái chân máy. Đó, anh em có thể thay thế rất là dễ. Một cái đặc điểm cuối cùng mà mình muốn nói về cái phần thiết kế ở dưới này, mình không biết cái cục này sẽ gọi là cái gì, nhưng mà mình thấy nó khá là hay. Tại vì Zero họ thiết kế một cái vòng cao su xung quanh cái cục này, để khi anh em gấp cái chân lại, những cái chân nó sẽ chạm vào phần cao su và nó không gây trầy xước. Trong cái hộp của phiên bản này thì nó có thêm một cái cục khác để mà thay thế, và anh em sẽ có một cái móc để treo ba lô làm tạ khi mà anh em sử dụng ở ngoài trời, có gió, có này có kia, và cái combo nó khá nặng thì cần một cục tạ ở đây. Đó, thì nó sẽ có một phụ kiện nữa, nhưng mà hiện tại mình không có ở đây. Cái phiên bản này khác so với lại những cái phiên bản bình thường của Zero ở những cái điểm nào? Đầu tiên dễ nhìn thấy nhất đó là cái màu của những cái nấm. Những cái nấm này nó có cái màu khác, nó hơi ngả vàng hơn một chút xíu so với những phiên bản bình thường. Cũng như là cái đầu bôn, anh em có thể thấy là cái đầu bôn này nó sẽ màu đen trơn, hơi xám xám một chút xíu. Còn bình thường á thì nó sẽ là màu bạc, và nó gọi, mình thường gọi nó là cái màu sơn tĩnh điện, và nó có những cái họa tiết gọi là nó hơi lõm vào, thể hiện nhìn vào là biết kim loại ngay. Đó, thì cái này nó hơi khác một chút xíu. Cái phần đầu bôn và cũng như cái nắp đậy cái đầu bôn này, nó cũng có cái màu vàng chung với lại cái núm vặn nè và những cái vòng ở trên cái chân. Đó, đó là một cái điểm khác ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có hai cái logo 100 năm là nó sẽ nằm ở trên cái chân ở đây. Cái to nhất, dễ nhìn thấy nhất là trong ở đây. Đó, một cái dòng chữ rất là dài. Và cái thứ hai nó sẽ nằm trên cái đầu bôn. Thì cái chỗ này anh em phải xoay nó và tìm nó mới thấy được. Nó sẽ có số ở đây. Đó, đó là hai cái chữ kỷ niệm 100 năm của nó. Rồi, đó là một cái điểm khác biệt nhất mà mình có thể tìm thấy được trên cái chân máy này. Về mặt sử dụng thì sao? Nó có cái tải trọng tối đa là 10kg. Cho nên là việc anh em phải suy nghĩ rằng một cái combo máy này nó phù hợp với nó không, thì nó khá đơn giản, nó không có nhiều giới hạn lắm. Tại vì cho dù anh em có bỏ một cái combo DSLR cỡ lớn lên đi nữa thì nó cũng rơi vào tầm 5-6kg thôi, nó không quá là căng thẳng cái chuyện đó. Nhưng mà theo mình, cái chân máy này nó mang lại cái trải nghiệm sử dụng hơn là cái cấu hình cao cấp để anh em có thể bỏ một chiếc máy nặng lên. Trải nghiệm sử dụng là sao? Đây là một chiếc máy có giá 35 triệu đồng và nó là một cái phiên bản kỷ niệm. Tất nhiên nó không dành cho số đông. Mình thấy nó như là một cái món phụ kiện để có thể tương xứng với lại cái chiếc máy chụp hình cao cấp của anh em hơn là một cái chân máy để sử dụng và đặt những chiếc máy nặng. Giống như mình có sử dụng chiếc Leica M10B trên cái chân máy này, và mình thấy là nó là một combo rất là tuyệt vời, rất đẹp. Đó, và cầm ra ngoài mình cầm thấy rất là tự tin, mọi thứ nó trở nên đồng đều hơn. Anh em không thể nào thấy xứng đáng khi sử dụng một cái chân máy chỉ có giá 1-2 triệu cho cái chiếc Leica của anh em vài trăm triệu đồng, đúng không? Đó, thì tóm lại cái trải nghiệm sử dụng mới là cái cốt lõi của cái chân máy này. Zero GK100THK, đây là cái phiên bản kỷ niệm 100 năm của hãng Zero, có mức giá là 35 triệu đồng. Tất nhiên đây là một chân máy không dành cho số đông. Nó cũng có thể coi là một cái món hàng siêu tầm vì nó là phiên bản đặc biệt mà. Hoặc là anh em có thể xem nó như một cái món phụ kiện để có thể xứng tầm với lại những cái chiếc máy cao cấp của anh em đang sở hữu. Cảm ơn cái đơn vị Zero đã cho mình mượn cái chân máy này để làm bài trên tay và gửi đến anh em. Thì anh em cảm thấy sao về chân máy này? Hãy cùng thảo luận với mình ở phần bình luận phía bên dưới nha. Ok, video đến đây là hết rồi. Thì cảm ơn và xin chào anh em.